Xin chào anh em, mình vừa mới nhận được cục hàng từ Lazada. Thì bên trong cục hàng này nó sẽ là một cái bộ chuyển đổi từ 5V sang 9 và 12V. Trong đây sẽ là thông tin đơn hàng của mình, bộ chuyển đổi tăng áp USB DC 5V sang 9 và 12V. Thì cái này mình mua với giá là 62.000, mà hôm trước mình có mấy cái voucher giảm giá đó, mình áp vô thì nó trừ, còn lại có 52.000 anh em. Và trên đây sẽ là thông tin giảm giá của mình nè. Thì voucher vận chuyển nó trừ cho mình là 20.000 và voucher giảm ngay nó trừ cho mình là 15.000 ha. Thì những cái voucher này nè, mình săn rất là dễ luôn. Anh em nào mà chưa biết cách săn voucher giảm giá thì mình sẽ để cái đường link ở trên đây. Anh em nhấp vô đó để tham khảo. Khi nào mà có mua hàng thì mình cứ áp mã vô để mình mua cho nó rẻ ha. Ok, thì cũng như thường lệ trước khi mình khui hàng thì mình sẽ kiểm tra thông tin đơn hàng của mình nè, xem coi nó chính xác hết trơn không nha. Tiếp theo thì mình sẽ kiểm tra xung quanh, coi cục hàng của mình nó có bị gơ gớt, hư hỏng hay là da đập gì không nha. Quá trình kiểm tra thì mình sẽ quay video lại giống như vậy nè. Thì lỡ như mà xui xui mình khui cục hàng này ra mà nó có bị gơ gớt, hư hỏng trong quá trình vận chuyển, shop người ta gửi thiếu hoặc là sai sản phẩm cho mình đó, thì mình sẽ gửi video này lên Lazada thì người ta sẽ giải quyết bồi thường lại cho mình. Có thể là người ta sẽ đổi cho mình một món hàng khác, hoặc là người ta sẽ hoàn tiền lại cho mình 100% luôn ha. Thì bây giờ mình sẽ khui cục hàng ra xem bên trong nó có cái gì ha anh em. Trong đây nó sẽ có là một cái bộ cáp ha anh em. Ở đây thì mình thấy nó có cái thông tin nè. Cái này thì nó của cái hãng KWC nè ha. Model của nó sẽ là KWS912V, input của nó là 5V và output của nó sẽ là 9 cho tới 12V ha. Bên đây thì mình thấy số seri nè, mã QR code cụ thể rõ ràng ha anh em. Bên trong đây chúng ta sẽ có là một cái cổng cáp nè. Đây chắc là một cái bộ chuyển áp ha. Bên đây thì mình thấy là người ta ghi là 9V nè, 12V nè. Và trên đây mình có một cái nút để mình chỉnh. Thì khi nào anh em sử dụng 9V thì mình gạt qua đây. Còn khi nào anh em sử dụng 12V đó thì mình sẽ gạt lên đây ha. Đó. Bên đây thì anh em nhìn thấy phía trong đó nó sẽ có một cái đồng hồ nè. Chắc khi mà cấp nguồn lên thì nó sẽ hiển thị lên nha anh em. Sẽ có một cái đầu USB nè. Thì cái đầu này anh em có thể là mình đút vô cái góc sạc điện thoại của mình đó, hoặc là mình có thể mình đút vô cái cục sạc dự phòng của mình cũng ok luôn nha. Mua cái bộ cáp này chủ yếu là mình ghim vô cái cục sạc dự phòng của mình đó. Nó sẽ chuyển từ 5V sang 12V để mình ghim vô cái cục wifi của mình. Lỡ như có trường hợp cúp điện thì mình có thể là mình vẫn sử dụng được wifi ha anh em. Và ở đây mình thấy nó sẽ có một cái jack chuyển đổi nè. Nó sẽ là từ cái jack lớn mà nó chuyển sang cái jack nhỏ ha. Cái này thì anh em có thể là mình ghim ở đây nè. Đó, mình ghim vô đây để nó chuyển đổi ha. Thì tùy theo mục đích mà anh em sử dụng mà anh em có thể mình mua cái bộ này nè. Mình thấy nó rất là đa năng luôn ha. Thì bây giờ mình sẽ đo kích thước của cái cục này để cho anh em dễ hình dung ha. Rồi, thì cái này chiều dài của nó sẽ là 52mm. Còn cái chiều rộng của nó mình đo ở bên đây, nó là 14,5. Và cái chiều cao của nó mình đo ở trên đây nè, thì nó sẽ là 23,7mm ha. Rồi, và ở đây thì mình có một cái sợi dây cáp nè. Bây giờ thì mình sẽ mở nó ra để mình đo xem nó dài bao nhiêu nha anh em. Cái này chắc nó tầm cỡ nửa mét thôi ha. Để mình lấy cái thước hộp đi, mình đo cho nó dễ ha. Mình sẽ đo từ ở đây nè. Mình đo dài vô. Thì cái cọng dây này nó sẽ dài tầm cỡ 77cm. Ở đây thì mình có một cái cục sạc dự phòng nè. Khi mà mình hết pin điện thoại đó thì mình ghim vô đây mình sạc nè. Là mình có thể mình ghim mấy cái thiết bị mà nó có điện áp 5V, ví dụ như là cái cánh quạt mini hoặc là cái đèn led mini đó. Khi mà mình cúp điện mình có thể ghim vô đây mình xài nó cũng ok lắm nha. Cục sạc dự phòng này thì cái điện áp của nó chỉ là 5V thôi. Cái cục wifi đó thì nó sẽ là 12V ha. Bởi vậy mình mới mua cái bộ chuyển đổi này nè. Thì nó sẽ chuyển là từ 5V sang 12V cho mình sử dụng được cái cục wifi ha. Thì anh em lưu ý là ở trên thị trường đó mình thấy bán rất là nhiều mấy cái cục này nè, mà mình thấy là có nhiều người ta bình luận nói là xài không có được nha anh em. Còn ở đây thì mình cũng có tìm hiểu đó, với lại mình thấy là những bạn mà người ta mua trước rồi đó đã nói xài ok lắm. Bởi vậy mình mua về thử nè để xem coi như thế nào nha. Thì bây giờ mình sẽ ghim cái đầu USB này nè vô trong cái cục sạc dự phòng nha nè. Đó, mình cứ ghim vô đây. Wow. Đó, thì hiện tại ở trên đây anh em nhìn thấy nó sẽ có một cái màn hình LED nè. Ở đây nó ghi là 9,2V nè ha. Mình có thể là mình ghim vô để mình sử dụng những cái món đồ mà nó tầm cỡ 9V ha. Còn bây giờ ở trên đây nè, mình có thể mình gạt qua đây thì nó sẽ chuyển qua 12V nè. Này anh em có thể là mình lắp vô những cái dụng cụ nào mà 12V thì mình có thể sử dụng được ha. Bây giờ mình sẽ đem ra ngoài cục wifi để mình ghim vô để xem thử coi nó có chạy nổi cục wifi không nha. Đây sẽ là cái cục wifi của mình nè. Thì cái loại wifi này nè là mình sử dụng là cái cục cũng khá là bự nha. Trên đây nó sẽ có 2G nè, và nó sử dụng là hai tần số là vừa 2.5G và vừa 5G luôn ha. Thì hiện tại nó đang sử dụng là cái cục adapter là sử dụng nguồn điện 220 đó. Giờ mình sẽ gỡ ra thử để mình gắn cục sạc dự phòng xem coi nó có ok không nha. Ở đây thì anh em nhìn thấy khi mà nó hiển thị lên được cái đèn nè, là hiện tại giờ nó đang có wifi nè ha. Nó là cái wifi 01 nè. Đó, hiện tại giờ là mình đang sử dụng nè nha. Bây giờ thì mình sẽ rút điện ra để xem như thế nào luôn ha. Ở đây nè,
mình cứ rút cái điện này ra. Thôi thì mình sạc lại thử coi nó còn wifi không nha. Thì wifi của mình nó đã tắt rồi anh em. Bây giờ thì mình sẽ để cái điện thoại này ở đây, ghim cái cục sạc dự phòng này lên coi như thế nào luôn nha. Ở đây thì mình thấy nó sẽ có là một cái đầu bự và một cái đầu nhỏ, mà hình như là cái cục wifi của mình nó sử dụng là cái đầu bự. Bây giờ mình sẽ gỡ cái đầu nhỏ này mình cất anh em, để khi nào mình có sử dụng cái gì đó thì mình đem ra mình xài nha. Tiếp theo thì mình sẽ ghim cái nguồn điện nè vô trong cục wifi nha. Cái này là cái nguồn điện của nó nè, xài 220, còn cái này nó là cái nguồn của USB ha. Bây giờ mình sẽ ghim vô. Đó, thì khi mà mình ghim vô đó thì anh em nhìn thấy nó cũng chưa có hiển thị cái gì hết nha. Bây giờ thì mình mở cục sạc dự phòng lên nè. Đó, nó sẽ chạy lên nè. Thì lúc đó anh em nhìn thấy ở đây nè là nó sẽ có một cái ánh sáng màu xanh nè. Cái wifi của mình nó đã cấp điện vô rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ đợi chút xíu để cho nó lên mạng để mình sử dụng nha anh em. Hiện tại giờ thì nó lên chữ BON rồi, mình chưa biết là cái gì nữa, nhưng mà hình như là nó lên cái chỗ mà WLAN này nè là mình mới có wifi mình xài nha. Mình cứ đợi chút xíu đi. Ở đây thì mình lấy điện thoại của mình dò nè, dò thử xem sao. Ôi sao tối thui rồi, chỉnh ánh sáng cho nó sáng lên nha. Lát mình sẽ vô YouTube mình xài thử nha. Cái này hiện tại giờ đang xài 3G phải không, mình tắt 3G luôn, tắt vị trí luôn, chỉ là xài wifi thôi. Đó, anh em nhìn thấy là trên đây nè là nó sẽ chạy wifi rồi ha. Đó, lúc này thì mình vô mình kiểm tra lại nè. Bên đây thì nó sẽ ghi là đã kết nối mà không sử dụng internet. Bên trên đây thì mình thấy nó sẽ có cái dấu chấm than nè. Cái này mình sẽ đợi chút xíu để cho nó nhận mạng ha anh em. Bình dân miền Tây. À, lúc này là chưa có mạng ha anh em. Mình phải đợi chút xíu nha. Để xem coi như thế nào. Thì thường thường đó là cái chỗ mà cái wifi này nè mà nó có dấu chấm than là cái mạng của mình nó chưa có xài được. Thì mình cứ đợi mà chừng nào mà trên đây nè là nó hết cái chấm than thì mình mới sử dụng được nha anh em. Thì sau một hồi lâu mình chờ đợi đó thì anh em nhìn thấy ở trên đây nè là nó mất cái chấm than rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ thoát ra thử, mình vô lại coi coi. Bây giờ vô được rồi nè, Bình dân miền Tây. Đó, vô thử coi. Wow ngon lành luôn ha anh em. Đó, video nè, video hôm qua mình quay nè, quảng cáo. Đó, ok, quá êm quá êm. Đó, rất là ngon anh em. Bây giờ thì mình sẽ tải cái test fit nè. Mình tải test fit về mình coi coi cái mạng của mình nó có ok không nha. Đó, thì trong khi mình tải thì mình sẽ kiểm tra lại đây nè, cái nguồn cục sạc dự phòng của mình nè nha. Nó ghim qua đây thì anh em nhìn thấy nè, cái cọng dây này là cọng dây USB nè, anh em thấy không? Đang ghim vô đây để sử dụng wifi nha. Còn cái cục mà cái cọng dây mà xài wifi mà để mình ghim 220 đó là nó nằm ở đây nha anh em. Đó, tại vì cái này hồi trước á mình cố định nó lại để mình cho nó chắc chắn đó, thì mình để bên đây nè. Anh em nhìn thấy băng keo là nó quấn nè. Cọng dây đen này nè thì nó là cọng dây mạng nha anh em. Nè, để mình lật qua cho anh em coi. Đó, thì nó sẽ là cái cọng dây mạng nè, nó ghim vô đây để nó nối mạng, kiểu dạng như mình á, mình xài wifi đó là mình phải ghim là một cọng dây mạng và một cọng dây nguồn. Thì cái cọng dây mạng đó khi mà có cúp điện thì cọng dây mạng nó vẫn đang hoạt động. Thì mình có thể là mình ghim cái USB này nè, mình ghim vô cái wifi của mình để mình cấp điện cho wifi thì mình sẽ xài được trong cái lúc mà cấp điện luôn ha. Thì hiện tại bây giờ là cái cục sạc dự phòng của mình nó là 37% nè. Để mình lướt lướt chút xíu để xem coi nó có tuột không nha. Ở đây thì nó có cái chỗ mà kiểm tra cái mạng nè. Mình sẽ kiểm tra thử xem coi cái mạng của mình nó chạy có ok không nha. Đó, bắt đầu test thử đây. Đó, hiện tại giờ nó là 92M ha. Cái này thì mình đang sử dụng là cái mạng tần số là 2.5G nha. Mình tắt cái tần số 5G rồi. Tại vì cái tần số 5G đó mình nghe nói thì nó cũng không có tốt cho sức khỏe đó, bởi vậy mình không có sử dụng cái đó. Đó, thì anh em nhìn thấy là cái wifi của mình là nó là 94.9M ha, là cái này là cái tải xuống nè, còn cái mà tải lên là 99.9M ha anh em, thì nó gần như là 100M ha. Wow rất là nhanh luôn ha. Thì lúc này nếu mà có cúp điện đó thì anh em vẫn có thể là sử dụng wifi thoải mái luôn nha. Thì mình nhìn thấy là hình như là cái điện áp nó tiêu thụ cũng rất là ít nha. Cái cục sạc dự phòng này của mình nè nó chỉ có 10.000 mAh thôi,
mà mình xài nãy giờ nó cũng chưa có thuộc phần trăm nha nè. Thì ở ngoài thị trường đó, mình thấy là người ta bán cũng có rất là nhiều là những cái cục mà chuyển đổi từ 5V sang 12V vậy nè. Thì anh em lưu ý kỹ là mình lựa những cái cục mạnh giống vậy nè thì mình xài mới được cục wifi nha. Còn mua nhầm những cục yếu thì mình không có xài được wifi đâu nha anh em. Thì anh em nào có nhu cầu mà mua sản phẩm này nè thì mình sẽ để cái đường link ở dưới phần mô tả, anh em nhấp vô đó để tham khảo. Thì anh em nào thấy video hữu ích thì cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần mình nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì ấn vô nút đăng ký bên đây, gần nút cái chuông, khi nào có video mới thì anh em mình cùng giao lưu ha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video. Chúc anh em một ngày vui vẻ nha.